chơi mình còn để nghe trống mà. Đây là bữa mở thùng đầu tiên của KTM 790 đúc. 790 đúc màu cam. Các bạn có biết xe gì đang nằm thùng không? Vô đi các bạn ơi, vô đi các bạn ơi. Đây là một trong những cái mẫu xe rất là hot và đã được chờ từ rất là nhiều tháng rồi. Đây là chiếc đầu tiên. Sẽ được unbox trong một vài phút nữa. Đây sẽ là buổi đập thùng, bạch thùng. Xe đi các bạn ơi. Đông à, bắt đầu. Hello Tấn Cường. Hạ xuống bỏ cái ben ra luôn đi. Duy vô luôn Duy. Hai người đỡ hạ xuống cái đầu luôn, hạ xuống đụng đất cái đầu kia luôn, đứng đỡ bên đây này Vũ ơi. Vỗ vỗ. Rồi. Ok. Rồi mở đi. Đây là mẫu xe 790 đúc. Không phải 390 đâu các bạn. Giá xe rất là yêu thương các bạn à. Nếu như mà mẫu xe này mình nhập về thẳng từ nhà máy ở Martinshofen, Áo thì mẫu xe này về tới Việt Nam có giá nó sẽ trên 600 triệu. Nhưng mà hôm nay á, thì nhập về từ Philippines. Đây nè, mình có thể cho các bạn coi đây là cái label. Thấy không? Đây là một trong những chiếc xe đầu tiên KTM Sapa Việt Nam nhập về. Các bạn nào theo dõi xe này và muốn ngày mai muốn nhìn thấy nó tận mắt thì ngày mai có thể đến quán cà phê Casa tại góc đường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bạn sẽ được thấy tận mắt chiếc xe này. Cà phê Casa. Wow. Và đây, nhân vật chính đã xuất hiện rồi nè các bạn. Bây giờ mình sờ trước nha. Bây giờ mình sờ tay trước nha các bạn. Mình cũng háo hức lắm á. Mình muốn xé ra ghê.
Wow. Và đây nè, hàng rất là nóng hổi nè các bạn thấy không? 15 tháng 7 năm 2020 và bây giờ nó đã đang nằm trước mặt. Và đây là anh Duy. Duy đang thực hiện các cái việc gọi là tháo những cái đồ che chắn ra. Anh đi một vòng. Có ai nghĩ rằng đây là một chiếc xe 799cc không? Mặc dù nó không còn mới nữa ở các thị trường các ở nước khác ở châu nhất là châu Âu, nhưng mà ở thị trường Đông Nam Á và đặc biệt là thị trường Việt Nam thì đây là một mẫu xe đang được rất nhiều bạn trẻ đang mong đợi. Và giá của xe thì rất ư là hợp lý. Dưới 350 triệu nha các bạn. Một chiếc xe dưới 350 triệu và tổng hợp tất cả những tinh hoa của KTM giống như là thắng trong cua nè. Một tính năng rất là tốt và rất là an toàn cho những các bạn nào thường xuyên hay đi tour. Mới nhìn thì nó thấy là cái đầu đèn nó cũng khá là giống 390 nhưng mà nó sẽ có khác biệt ở những cái phần này, phần phía dưới này, thấy không? Chi tiết này khác, không hẳn giống 100% đâu. Đồng hồ 790. Mình cũng mở ra luôn đi. À, khác. Cái bình dầu thắng thì quá xá là đẹp các bạn. Bình dầu thắng quá xá đẹp. Quá đẹp. Hay là bây giờ mình mở một cuộc đoán giá đi ha. Có một bạn vừa đoán giá là 349 triệu. Bạn nào mà đoán được đúng giá của xe này, xe ở thị trường Đông Nam Á thì có một cái điểm khác biệt, đó là bánh xe tiêu chuẩn, vỏ xe đang đi vỏ Michelin Rockfire. Rồi khỏi độ luôn. Với mẫu xe này thì các bạn về ở Việt Nam mình cũng không cần phải cân nhắc để mà đi thay vỏ làm gì. Bạn nào đoán đúng được gần nhất với giá xe thì ngày mai mình sẽ mời bạn đó một ly cà phê nhé. Ba trăm bốn mươi lăm triệu, 329 triệu, ba 420 triệu, quá cao em ơi. Giá xe được mình bật mí luôn là giá xe sẽ dưới 350 triệu. Dưới 350 triệu. Mà chắc chắn là giá này chưa phải là giá ra biển nha. Giá này chỉ mới là giá đã bao gồm VAT thôi. Và một trong những vị khách hàng đầu tiên đặt chiếc xe này đang có mặt cũng ngay tại đây luôn các bạn. Bạn này đã đặt chiếc xe này từ tháng 10 năm ngoái. Một vị khách khá là đặc biệt và đã đặt từ tháng 10 năm ngoái khi mà anh đang đi xem MotoGP tại Malaysia. Thì anh đã quyết định chỉ mua nó thôi, không mua xe nào hết. Cái bộ 4 4 mấy Anh đang mắc cỡ quá. Vẫn là Ford WB đặc trưng của KTM. Nhưng lần này thì có sự khác biệt ở đây. Các bạn này, thắng, bọ heo thắng, KTM.
chiều cao yên thì cũng không cao lắm, phù hợp cho tất cả mọi người. Mình kiếm cái phuộc đây, cái phuộc đây rồi. Và phuộc vẫn có thể hạ thấp được nha các bạn. Vẫn có thể hạ phuộc thấp được luôn. Hiện tại thì kỹ thuật đang ráp hoàn thiện chiếc xe này để dời nó ra khỏi cái thùng. Đây là một buổi mở thùng 790, là một động cơ mới hoàn toàn, và đây là động cơ hai máy song song. Đây là ống bô của 790, hai máy, và đây là bộ phận tản nhiệt nhớt. Động cơ 790 là một động cơ mới hoàn toàn của KTM. Yên xe cũng rất là đẹp các bạn. Yên xe R rất là đã. R rất sướng các bạn ạ. Đúc. Đây là một cái dấu hiệu chữ đúc được khắc chìm. Nhìn từ sau tới nè, nhìn từ phía mông lên nè, rất là sexy. Rất là sexy các bạn. Các bạn sẽ được nghe xe sẽ nổ máy sớm. Hiện tại là kỹ thuật đang tiến hành lắp ráp xe. Sau khi lắp ráp xe xong sẽ dắt ra và sẽ có nổ máy cho các bạn coi luôn. Còn bạn nào muốn chứng kiến em á thì sáng ngày mai ha. Quán cà phê Casa ngay tại góc đường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày mai em nó sẽ xuất hiện ở ngay đó. Mình cùng uống cà phê ngắm. Đây là chiếc chìa khóa của em đó. Chìa khóa xe đây. 9 giờ sáng mai nha Tân ơi. 9 giờ sáng mai sẽ xuất hiện tại đó. Bây giờ mình đi mình mở cái yên xe này lên thử coi. Chiếc yên cũng khá là đặc biệt các bạn không? Bình thường yên thì sẽ chỉ là cái phần yên thôi. Hôm nay cái yên xe này thì nó lại dính luôn với lại cái phần nhựa che giữa cái yên nè. Đó, khi mình tháo ra, bên dưới là hệ thống bình điện, hộp cầu chì. Yên trước thì sẽ phải mở ốc ra. Này có đem máy xuống mà con. Quá đã các bạn ơi, quá đã. Một cam 2020.
hồi trước là cái màu bình xăng màu xám, hồi trước là bình xăng màu bạc, còn này là màu đen cam, bánh cam. Cái mẫu trước của nó là cái bình ca, bình xăng là xa màu bạc chứ màu cam, ở dưới là bánh màu đen. Và đây là một cái miếng nhựa, theo anh Cường chủ nhân của chiếc xe này báo rằng anh rất thích cái chi tiết này, là vì anh khỏi phải đi dán cái tem chống chày các bạn. Thì cái miếng này nó là một miếng nhựa chứ không phải miếng sơn ha. Các bạn nào muốn biết thêm chi tiết của em nó thì trong tuần sau, ngay trong tuần sau thôi, theo dõi fanpage nhé các bạn. Trên fanpage và trong tuần sau thì chúng tôi sẽ đưa hết toàn bộ thông tin cũng như là thời gian giao xe, khi nào các bạn được có xe và khi nào xe đến tay với khách hàng thì sẽ được cập nhật tại trên fanpage của KTM Việt Nam, KTM Sapa. Rồi. Rồi và bây giờ đang là những bước cuối cùng để đẩy em nó ra khỏi thùng. 390 ADV cũng sắp sửa rồi đó các bạn à. 390 ADV và 790 ADV cũng sắp sửa liền rồi. Bây giờ em nó đã ra khỏi chuồng rồi. Đây là anh Lữ Hoài Bảo, người đầu tiên dắt em nó lăn bánh trên đường. Mình sẽ đi một vòng nha các bạn, mình sẽ đi một vòng cho các bạn coi nha. Nhìn nó nhỏ xíu ha, nhưng thực sự nó đang mang một cái khối động cơ 799, được xem như là 800cc. Đừng nhìn vào cc mà mình sẽ nói rằng chiếc xe này mạnh hay chiếc xe yếu, vì thực sự là mã lực xe này cũng khá là cao. Hiện tại thì ngay bây giờ chưa thể nổ máy được, vì xe này còn phải cắm vào máy chẩn đoán và làm một số thao tác nữa thì mới có thể kích hoạt được chiếc xe và mới nổ máy được. Mình sẽ hẹn các bạn trong một cái video và một cái livestream gần nhất. Mình sẽ đi thêm một vòng nữa nha. Sẽ đi thêm một vòng nữa các bạn xem. Và đây là Bảo. Bảo cao 1m68. Bây giờ Bảo hãy bước lại gần xe đi Bảo. Với một người cao 1m68 đứng kế bên xe, các bạn sẽ coi thấy như thế nào. Và bây giờ leo lên xe luôn để cho các bạn mường tượng ra được là chiếc xe này to hay nhỏ, cao hay thấp. Thấy không? Đây nè các bạn, chân nè, thấy không? 1m68 ngồi cũng rất là thoải mái, không cần phải 1m70 đâu. Xe này thì chúng ta lại tiếp tục bao đi lội nước ha. Và bây giờ mình sẽ đổi một người khác, ốm hơn, nhỏ gọn hơn, rồi nhẹ ký hơn luôn. Hồi nãy có thể một số bạn nói là do Bảo quá nặng thành ra là có thể ngồi chùng xuống yên, nhưng đây Duy bao nhiêu ký Duy? 57 ký. Bạn Duy 57 ký,
thấy không, ngồi trống rất là thoải mái. Rồi mình xin tạm ngưng cái buổi livestream ngày hôm nay tới đây ha. Mọi chi tiết các bạn sẽ có thể theo dõi và cập nhật trên KTM Việt Nam, KTM Sapa. Xin chào các bạn.